Em rất thích STEM nhưng mà rất tiếc là em chưa có cơ hội để có thể tham gia một câu lạc bộ STEM nào đó ở trường. Về năm chủ đề của cái dự án STEM lần này mà VinUni đã xây dựng thì tôi thấy rằng những cái chủ đề này thực sự là những chủ đề rất hay, rất thiết thực với lại đời sống của các em. Trong năm chủ đề thì em thấy thứ nhất là chủ đề nông nghiệp thông minh ạ. Bởi vì nước ta là một nước nông nghiệp và lại đang hướng đến phát triển công nghệ 4.0, vì vậy nông nghiệp thông minh là phải có thể ứng dụng vào nền kinh tế của nước ta nhiều nhất ạ. Em cho rằng công nghệ nano là một cái công nghệ của tương lai, khi mà nó có thể giúp được cho chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Em đang rất là hứng thú với chủ đề công nghệ nano. Em đã được trải nghiệm về lập trình một con robot cho nó đi lùi và đi theo một hình vuông. Và sau đấy thì em được tiếp xúc với cả công nghệ nano và tạo ra được kim cương của riêng mình. Ấn tượng nhất có lẽ là phần được trải nghiệm làm những cái cảm biến về âm thanh và về vật cảm, bởi vì là nó rất là hữu ích ở trong những cuộc sống bình thường. Câu lạc bộ này đã khiến cho những học trò yêu thích các môn khoa học tự nhiên có thể cùng nhau để khám phá và để thực hành tất cả các cái bài lý thuyết về khoa học. Câu lạc bộ của trường Trung Văn An cũng đã được thành lập theo sở thích của các học trò. Thế nhưng với cái sự tham gia đồng hành của VinUni thì chắc chắn rằng cái điều kiện để mà được thực hành thực nghiệm và có những cái chuyên gia dẫn dắt sẽ giúp cho các con có được những cái buổi sinh hoạt sẽ hiệu quả và sẽ thú vị hơn. Em rất là mong đợi và rất là vui khi mà biết được mình sẽ có cái cơ hội được đào tạo bởi những chuyên gia về STEM hàng đầu. Em rất mong đợi những gì em có thể học và em rất kỳ vọng vào những gì mình sẽ có thể làm được sau khi hoàn thành khóa học ạ. Em đang rất là hào hứng khi được tham gia câu lạc bộ STEM của VinUni, bởi vì là đây là một cơ hội hiếm có khi em có thể học hỏi những kiến thức khoa học một cách bài bản, cùng với đó là em có thể được gọi là thỏa mãn cái niềm đam mê khoa học của mình đối với cả STEM. Em tỉnh được chọn vào một trong án chương chủ nhiệm giai đoạn đầu thì bạn cũng rất là vui. Tôi là hiện tại ở nhà trường và bước đầu của em cũng rất tham gia đăng ký mô hình của câu lạc bộ. Phải nói là rất là vui vì là các em nó tự giác với nghiên cứu. Với tinh thần này thì hy vọng như là các em sẽ đạt rất nhiều giải cao và các giải thưởng đặc biệt của mình. Thứ hai nữa là những bài giảng hiện nay các bài đa phần ứng dụng, cho nên các bạn đều có thể lấy được rất là nhiều những cái việc mà các em học từ học sinh trung học phổ thông được tiếp cận và được định hướng thông qua những cái hoạt động STEM như thế này, nó sẽ là một cái rất tốt giúp các em có thể hình dung về cái bậc học tiếp theo của mình cũng như là cái nghề nghiệp mà mình có thể tham gia sau này.